chính thức khởi công xây dựng trong năm 2015, tuyến đường liên xã Đà Rờ San, nối xã Quý Hòa, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Việc mở các tuyến đường này đã góp phần giúp người dân phát triển các loại dịch vụ, tăng thu nhập, hàng hóa nông lâm sản của người dân tăng đáng kể, như giảm được chi phí vận chuyển, đặc biệt thay đổi diện mạo vùng quê. Gia đình tôi nằm ở trên cái con đường này, tôi thấy dân hai bên dân đi lại ở con đường này rất là khó khăn, rất là khó. Mỗi một lần mưa là đường lầy lội, các cháu học sinh đi học thì quần áo bẩn thỉu. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, các địa phương đã xây dựng được 248 km đường giao thông nông thôn và 329 mét cầu với tổng kinh phí thực hiện 353 tỷ đồng. Trong đó có 17 xã hoàn thành 4 tiêu chí về giao thông trong năm 2015. Toàn tỉnh Lâm Đồng đến nay có 63 trên 117 xã đạt tiêu chí giao thông, 74 xã đạt 3 tiêu chí, 96 xã đạt 2 tiêu chí. Sự đóng góp thiết thực đó đã và đang cùng với tỉnh đẩy mạnh phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của người dân, có phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của chính phủ. Để phong trào làm đường giao thông nông thôn nhận được sự đồng thuận của người dân, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ chủ trương đúng đắn đó, cùng với nhận thức cao về ý nghĩa của việc làm đường, nên từ năm 2010 đến nay, việc làm đường giao thông nông thôn ở các địa phương đã được người dân hết sức ủng hộ. Những năm trước đây thì vùng đất này thì là nó vùng đất đỏ ba gian, nên là vào mùa mưa thì nó lầy lội, về mùa nắng thì là nó dố bụi, nên vì vậy thì từ khi mà nó hình thành được cái đường giao thông này thì cái việc đi lại là đã thuận lợi rồi trong cái việc mà cái việc mà quan trong cái sinh hoạt của bà con thì nó cũng rất là thuận lợi, rồi giao thông, rồi cái việc vận chuyển hàng hóa rồi rất là thuận lợi. Nên vì vậy từ cái việc mà triển khai cái nông thôn mới về cái mục tiêu quốc gia về cái giao thông này thì rất là thuận lợi, góp phần cho cái nâng cao cái đời sống của nhân dân. Về phía địa phương là triển khai là tuyên truyền vận động, hướng dẫn cho người dân biết được cái mục đích ý nghĩa của cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì nhờ đó thì nhân dân là làm chủ trong cái vấn đề mà chúng ta đóng góp huy động để mà triển khai các công trình hạ tầng của nông thôn. Thì qua những năm thực hiện tới nay thì về phía địa phương là theo cái quy chế dân chủ là dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Khi chủ trương ra làm cái con đường này nữa thì riêng là cả một cái xóm này họ rất ủng hộ, và riêng cá nhân tôi thì tôi cũng đã hiến đất cho nhà nước và đưa 10 triệu để làm con đường này. Từ khi có cái đường này á mà hoàn thành thì tôi thấy là mọi người là đi lại rồi, vấn đề từ vấn đề an ninh chặt chẽ tốt hơn rất nhiều. Đó là riêng là tôi cảm nhận được như vậy. Đó là chủ trương và chính sách của làm cái nông thôn mới này quá tốt. Trong những năm qua, mạng lưới đường bộ được nhà nước tập trung đầu tư nâng cấp tương đối đồng bộ, cả đường do trung ương quản lý, đường địa phương quản lý và giao thông nông thôn. Nhờ đầu tư đúng đắn nên nhiều công trình hạ tầng thiết yếu đã được sửa chữa nâng cấp như quốc lộ 20, 27, 27C, 28. Hệ thống đường tỉnh đến nay có chiều dài 652 km, trong đó tỷ lệ đường bê tông nhựa và lá nhựa đạt tỷ lệ trên 80%. Hệ thống đường giao thông nông thôn gồm đường huyện, xã, thôn, xóm, đường nội đồng có tổng chiều dài 6.546 km, đã được cứng hóa 4.348 km, đạt tỷ lệ 66,42%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Trung ương thời gian vừa qua, giai đoạn 2011 đến 2015, sự giúp đỡ của Bộ Giao thông Vận tải, chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban, thì cái hệ thống giao thông nông thôn của tỉnh Lâm Đồng có những cái thay đổi chuyển biến rất là lớn, cùng với các hệ thống đường địa phương đã rút ngắn được cái thời gian vận chuyển hàng hóa đến các đô thị lớn, và ngược lại thời gian sắp tới là tiếp tục là quản lý hướng dẫn các địa phương và nhân dân là quản lý, bảo trì, bảo dưỡng các cái hệ thống đã đầu tư, và tiếp tục là đẩy mạnh cái công tác xây dựng đường các cái tuyến đường giao thông còn lại.
bằng những giải pháp đồng bộ, những con đường của ý đảng lòng dân sẽ tiếp tục được nối dài. Hệ thống giao thông nông thôn của tỉnh ngày càng hoàn thiện và niềm vui của mỗi người dân được nhân lên. Qua đó, củng cố niềm tin vào đảng và mỗi cấp ủy chính quyền, đồng thời tạo cho diện mạo nông thôn thêm khởi sắc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Với những cố gắng của nhân viên y tế thôn bản Ca Bét, thôn Nam Tân Lâm luôn hoàn thành chỉ tiêu về truyền thông, giáo dục sức khỏe. Trong đó, tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ 97%, tỷ lệ trẻ uống vitamin A đạt trên 90%. Hơn 10 năm qua, trên địa bàn thôn Năm nói riêng và xã Tân Lâm nói chung, không có vụ dịch lớn xảy ra.